Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi. Dạo này nó nửa ăn. Nó sợ béo nhỉ. Rồi, hello, ok, chào anh em, chào các anh em mới vào nhá. Hôm nay thì có kèo anh em nhá, xoay luật. Vẫn như thường lệ anh em nhá, 78 trả tiền cho 21. Luật trận đấu này là gì đây? Lại vẫn có kích hoạt. Có kích hoạt ít nhất 4 Ego Seed hoặc kích hoạt bộ Hunter. Ok nhá. Hunter rồi. Đâm nhau rồi Hunter. Ờ mẹ, có khi đâm nhau giống Undead rồi. Có kích hoạt ai ba đau quái mà không ra Hunter. Ờ không ra Hunter toang mẹ mất. Không, luật này dễ với đái luôn. Nhá. Dễ. Hoặc thôi chứ không phải cùng, mà nếu mà cùng thì cũng được nhá. Tức là kích hoạt 4 Ego Seed. Đây, để tôi ghi cái luật cho nó rõ ràng ở đây. Hoặc 4 Game 2 kích hoạt 4 Ego Seed hoặc Hunter nhá, còn đéo biết là 6 hay là 3 là gì nhá. Giờ thì anh ra mấy cái bộ này để tránh Spam Godmore đấy. Ờ, tránh Spam Godmore. Godmore không chơi được, đúng không? Chơi Godmore 4 Undead anh. Godmore 4 Undead luôn. Bốn Ego Seed nhá. Nó bảo là 4 Ego Seed nhá. Hoặc kích hoạt Hunter. Đó. Riêng Ego Seed là phải 4 Ego Seed nhá. Ít nhất, à đúng rồi, ít nhất kích hoạt ít nhất 4 Ego Seed. Tức là có thể 6 nhá. Tức là có thể 6 Hunter hoặc 6 Ego Seed hoặc là cả hai. Đấy. Ui, thế bài này đúng kiểu tranh nhau Hunter rồi. Kinh thật. Sợ thật. Em vẫn nghĩ ra bộ khác anh ạ. Em vẫn nghĩ ra bộ khác. Ờ, thế được. Đi chơi thôi. Trận này thì thoải mái nhưng ma lăng các thứ rồi, nhưng mà lại bị bó buộc bởi cái bộ ấy, cái bộ Ego Seed, thế nên là anh em vẫn không thể chơi được God đâu. Năm rồng 4 ăn đét. Năm rồng 4 ăn đét, ờ tùy. Chơi được thì chơi thôi. Nhưng mà tôi nói thật với anh em, mẹ bộ Hunter 6 à quên, bộ chơi Hunter từ đầu ấy khỏe. Thề. Trước mắt là em đéo ra Hunter rồi. Tin tôi đây. Tin tôi đây, tôi cứ mua con Ego Seed trước. Chơi Hunter từ đầu khỏe anh em ơi. Mẹ tranh nhau Hunter rồi. Luật này tranh nhau Hunter rồi. Con rồng một tiền đi Ego Seed. Ok, mày cứ mua đi. Tí ra chơi Ego Seed Hunter. Tí là Ego Seed luôn. Tin tôi đi. Tin tôi đi. Cảm giác ông Tuấn ông mua con rồng một tiền này ông oách á. Oách kinh. Bộ này là bộ thông thạo 10 luôn. Có một mảnh búa xét rồi. Hay quá, có một mảnh búa xét. Anh cũng có một mảnh búa xét rồi. Ôi thưa chết mẹ. Dạ, có hai con cung rồi này. Đéo có con cung nào anh em ạ. Khổ thế như này. Chết rồi, tôi không có cung. Mấy nhà ra súng là hơi bị to đấy. Súng hơi to đấy. Ờ, thằng nào ra súng. Hai người Long ra súng. Long Sida với Mi Duy. Vai, chết rồi, Long Sida có tiền rồi anh em ơi. Đéo gì anh em nhìn này, thằng nào cũng thủ cái con cung đen rồi, tôi còn chưa có con cung nào. Cày đấy nhở. Bây giờ anh em chỉ tránh top 8 thôi.
Chết mẹ rồi, anh em ơi. Ra được có một mảnh đéo ra một set rồi. Có cung không? Ôi, cái trận này nó lại ra xung kích từ điên như này. Chết mẹ. Toàn rồi anh em ơi, nhìn nhìn bài tôi này. Nó ra mỗi round một kiểu. Dòng một tiền này. Nó ra mỗi round một kiểu. Chết mẹ. Ui, mẹ ngạo. Ngạo ra con rồng bát tiền rồi kìa. Hả, ra rồng bát tiền à? Căng vậy. Nà bao chết rồi anh em ơi, toàn rồi. Có búa xét này. Có búa xét này. Hay quá, nhưng mà từ từ đã, bình tĩnh. Xem nào. Có búa xét chơi gì cho nó đúng chuyên môn. Ghép búa xét luôn. Ui, ra mo sớm này. Lấy đi em, lấy ngay. Đừng ngại, đừng ngại. Đừng ngại, đừng ngại. Ủa, lòng Sida, lòng Sida vẫn thua này. Lòng Sida vẫn thua này. Không hiểu kiểu gì, ba Hunter vẫn thua. Lòng Sida cứ tưởng to. Lòng Sida cứ tưởng to. Cứ tưởng to, không to lắm. Ui, một cấp nữa mới chơi được. Cho Aegisit vào vậy. Khỏi chưa. Chỉ cần 4 Aegisit thôi đúng không? 4 Aegisit TB à? 4 Aegisit TB à anh em? Có phải không? Theo anh em thì cái bộ 4 Aegisit TB là có phải không? Ừ. 8, 9 rồi, chị đi. Còn 8 rồi, mẹ cứ hẹn 7 rưỡi. Không bao giờ dậy được việc của lúc đấy quá. Ui. Huy Anh Long Eco trắng à? Cái bán Long Sida quyết tâm rồi đấy. Long Sida quyết tâm rồi đấy. Con này 3 tiền. Thắng rau này là được. Mà tôi nghĩ là rau này tôi thắng đó. Ui không được rồi, Mizi khỏe quá. Bài ban đầu chắc khỏe hơn Long Sida. Ui, thế. Ba Hunter này, có ba Hunter rồi. Có Hunter rồi anh em ơi. Chơi tạm Hunter đi. Tôi để rau sau. Tự nhiên tôi kéo cái màn hình này. Đợi tí tôi chỉnh lại cái màn hình nữa. Ui anh đóng em cô trắng bị quả này 2, 4, 6, 8 máu. Hơi nhiều. Mấy thằng Hunter khỏe 6. Quá. Cũng đẩy 1 vừa đẩy cho. Tôi bê yếu quá anh em ạ. Cho Hunter ở đó.
the chakra. That magic ends here. Ủa mấy thằng ngạo Eco này. Không phải không? Không phải. Có phải Eco không? Cái này cũng giống là Eco vậy. Anh em chơi Sin Undead đi. Lại có Sin Undead. Thôi. Chơi cái bộ đấy nó yếu. À Sin Undead cũng được nhỉ, có cái con đấy đấy, có cái con thò ấy. Ở đây. Ờ. Ui. Judah khỏe thế. Chưa đang thua anh em ơi. Chết rồi, nó lại cứ ra với cái con này ạ. Định chơi cổ lai anh em ạ. Bọn nó chơi Hunter, tôi định chuyển nó chơi cổ lai. Có khi thế này lại phải chơi Hunter thật rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa ra Hunter, tôi hơi đen. Tôi đã ra là có Hunter ở đâu. Nếu mà chơi tranh nhau Hunter là nguy hiểm lắm. Rồi, mua set rồi. Đây này. Giá này cô. Anh em ạ. À. Thôi tôi biết tôi chơi gì ở đấy. Bán này đi. Bán này luôn. Ok. Đâu là có chuỗi nhỉ? Ông ấy sao đánh được thì tài lên tập hơn đòi. Cái con lại có chuỗi. Cho xin đi chuỗi cái. Ông ấy sao? Sợ thật sự. Hunter. Mày nhìn lại đi, một mình anh này. Một mình anh đéo chơi Hunter này. Thế thì anh mới top 8 đấy. Không, chuyện này làm gì có chuyện anh top 8 tiếp được. Không có chuyện đấy đâu em. Không có chuyện đấy đâu em. Dạ, chơi Hunter. Đấy em có chuỗi này, anh ăn đi. Mày có mấy cái con khỏe quá, 2 sao thì đỡ thì đéo được. Ba dùng vào. Cái này khỏe hơn không? Cái này khỏe hơn không? Ừ. Ôi, gặp 47F1 này. Khỏe quá. Con thỏ hai kìa. Được. Thiếu một con nữa.
5 con. Còn mày đó. Tôi đang thọt tiền nhất đây anh em ạ. Nhìn thằng Ngạo kìa, 6 50 tiền level 6 kìa, Long Sida level 7 18 tiền kìa. Long con dòng 4 tiền mà. Tôi đang thọt tiền quá. Có gỡ không? Có gỡ không? Ui, người đẩy mau anh Tuấn. À, cái gì em? Anh đẩy kinh quá. À, ừ, anh gỡ lại thì, cho anh gỡ thì. Chết rồi. Bán mẹ con rồng rồi đi cho đỡ phí. Mua con sói nhỉ, bán mẹ Lula đi anh em ạ, mua con sói đi 10 tiền thôi. Cứ bình tĩnh, tôi là cái thằng đang thọt tiền nhất ở trong cái bản đồ này nên là hết sức bình tĩnh. Đang bị thọt tiền đấy anh em ạ, không đơn giản đâu, nhìn vào nó trông kinh lắm, khỏe. Con sói lấy một con rồi. Bình tĩnh. Cao sau lên 8. Ui, thằng nào đây? Zuda khỏe thế. Phải cứt. Zuda khỏe đấy nhở. Úi giời ơi, Zuda. Sweet. Anh thích nhờ. Quinh, quinh thật. Anh sweet. Rồi, anh em ơi, cơ hội ở đây, top 1 đây. Cơ hội ở top 1 đây rồi. Lên 8. Rony. Trông có vẻ hơi yếu. Ủa kìa, khỏe đấy nhờ. Ui, Ngạo khỏe thế. Ui xời. Được đấy nhờ. Phải chơi thông thạo người anh em ơi. Quên. Bán Lula đi. Không kịp lấy cái con này. Chết rồi, gặp Sisu mất chuỗi rồi kìa. Mẹ. Trời ơi, mất chuỗi sớm thế. Chứ ông cứ vào mà lấy. Chén. Ba cửa ai ạ?
Phải lên 9. Phải lên 9 cơ anh em ạ. Long Sida, ôi Long Sida Eco trên Clyde này. Ôi, mất chỗ sớm quá. Mày bị đẩy một sải luôn ạ. Không. Con này là có bộ mết anh em ạ. Phá mẹ. Con này nó cho vào là có bộ mết thì nó giật nó cũng khỏe. Đấy, round sau là phải cho vào này. Bốn cơ lai. Anh Long chọn cái bò đi, em mời thế là chết rồi. Long Sida lật kèo ấy, khỏe đấy, một mình Long Sida đấm tết đấy, anh em ạ. Đây là xe đấy, bắt đầu em. Mấy cái ông chơi Hunter xác định rồi. Lay thì Hunter này. Ồ, sai lầm chưa? Đã thấy sai chưa? Ngạo cắt được chuỗi rồi. Ui. Ngạo cắt chuỗi luôn hả? À, hay quá. Nhưng mà nó khỏe thế. Sao nó lại có thể cắt được nhỉ? Hình như búp hết đồ cho con ấy sao á. Lâm Clay, 6 Clay mẹ luôn, 6 Clay level 9, lại gặp Long, okay. Gặp nhiều thế, 6 Clay à, cái ok thì ok thôi, có gì đâu, quay này. Kinh nghiệm con DC của nó thế giới quá. Kinh nghiệm không? Cấp 8 rồi. À thế à? À thế à? À thế à? Ui à, ui ui. Nhớ phải giật con đấy. Được rồi, giật con đó đi. Ơ Long Sida sao lại có chuỗi tiếp là sao? Là như vậy đấy. Ơ sao vừa bảo cắt được chuỗi mà. Ơ chuỗi em mà. Cắt chuỗi 19 mà. À, cắt chỗ chiến á, không cắt được chuỗi ở Long Sida à. Không làm đéo mới mua LC rồi nha anh em ơi, thủ LC đi chứ không. Đừng như thế, đừng rồi, cẩn thận Long đi. Ờ không, đừng không, đúng. Anh ấy có một cái ấy nữa kìa, anh có một cái trứng nè. Ờ, Long con LC ở đấy anh em ơi. Em phải đồ. Cái lì gì thế, sao lại dí một thằng nó pháo. Dí ông Tuấn thì kìa. Sao rồi. Thế là nhạc này khỏe mấy lìm rồi. Thế thì tờ 1 sao khỏe. Ờ, sao kết chết mẹ rồi kìa. Thôi quay ra sau đấm đi. Chết con rồng rồi. Ui, xấu quá. Ui, hèn thế. Kéo vô lại được à. Để Long Sida top 1 là không được đâu. Được không ơi, có đế cho một được. 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 Ông chưa đúng luật đâu ấy nha. Cái gì? Tôi đang đúng luật rồi còn gì đó. Cái gì? Thiếu Exit đúng không? Đây, Exit ở dưới này đây, đủ mà. Có gì đâu. Cứ phải dọa, mẹ đang máu đâu nhiều này đã chết đâu mà luật chứ không đúng luật. Chết cho bà đúng không? Mẹ. Đang đánh hay như thế này. Anh em nhở? Người ta đang đánh hay như thế này. Ừ, Long Sida lại bị đoạn nữa này. Ôi, thằng này cho em chết đấy.
Mi Duy chiến xét luôn. Tập hết. Phải nồi Mi Duy. Bắn chết được 30 đúng không? Ôi bỏ mẹ ơi. Hỏng rồi. Hỏng rồi à? Hỏng rồi à? Ui nhưng mà Hoàng trận trước là có tiền thì trận này lại mất tiền rồi. Thấy chưa anh em thấy chưa? Tôi thực ra tôi bị ấy thôi. Tôi bị coi như là nhập cuộc là hơi muộn thôi. Trận vừa nãy là vì tôi nghĩ trước cái giờ thi đấu nó khoảng mấy giây, chưa kịp định hình ra đội hình, con này nó biết hết rồi. Không rồi. Quyền xét ở dưới kìa. Không rồi. Ai đấm bờ rồi. Anh Tuấn có 25 có 200 LC rồi. Thế hả? Nó soi đi em ơi. Bye. Nó soi đi. Mấy ông Tuấn giam. Ông Tuấn giam 3 con rồi. Long Sida có LC à? Không sao, anh cũng vừa LC mà. Có là anh buông ai? Em giữ một con rồi. Yên tâm, có là anh buông ai? Không được để Long Sida có tiền. Chịu thế. Đi kỳ vậy ông. Đây rồi, ui mẹ ơi, bây giờ mới ra. Còn mẹ nó làm sao đâu là spare đâu. Con này khỏe hơn chứ nhỉ. BKB. Ui, cái chín rồi. Ui, insect này, insect bom này. Chết rồi. Hoàng đi rồi. Hoàng đi rồi hả? Thế chắc chắn mình không mất tiền ở trận này rồi. Chắc chắn không mất tiền ở trận này rồi. Ua. Insect đẩy kinh lắm anh em ơi. Đẩy kinh vãi nổi mà ơi. Thôi nhưng mà insect là sai luật mà. Định đi đẩy hết à? Đúng rồi. Đẩy hết xong rồi mới chuyển ấy. Đúng rồi. Ôi sợ quá anh ơi, một mình một kiểu này. Nếu ổn rồi. Nếu ổn thật. Thôi chín ơi, không chơi thì bỏ ra cho người khác chơi. Đừng, con bỏ làm gì. Quên, xưa con này hơi lâu. Chơi dí mình à, quá nồi. Mẹ thôi gặp con gái, em bán nhá, em bán nhá. Cái gì cơ, ra hai con già rồi á? Ra hai con già bao giờ vậy? Mẹ cô ơi, mất chuỗi rồi. Ui ôi, mẹ chuỗi rồi. Cắt lông từ đời là rồi. Quý cho một máu phải chết luôn chứ. Ui, mất chuỗi rồi. 47F1, anh em ơi, 47F1 hai trận mất tiền liên tiếp kìa. Dạ mà. Đi gắt quá. Em cũng khả năng em đi rồi. Dạ. Mẹ chuỗi. Đi rồi. Long Sida mất chuỗi, đúng rồi. Đánh em sao được con Insect. Tuổi gì đánh được Insect đây. Đi rồi, có người đi rồi. Chưa. Không đi à? Có già rồi mà đéo để ý à? Điên vãi. Khá là định mệnh. Đấy. Cứ tập trung ở đây thôi anh em ạ. 28 rồi. Hay quá, gặp gạo gạo đi rồi nhá. 17 máu đi rồi nhá. Ơ, chết rồi sao? Con già kia sao đéo bắn được trưởng? Không hiểu. Ngạo đi rồi. Ơ kia. Ui, ngạo không mất tiền rồi. Ngạo không mất tiền rồi. Có người mất tiền rồi. Có người mất tiền rồi anh ơi. Có hai người mất tiền rồi hả? Phải không? Chưa. Thoải mái rồi, thoải mái. Hai người đi thôi mà, pro đi mà. Hai người đi rồi. Gắt quá. Tập sắp rồi. Gắt quá. Anh em gì thế xem ai người nhiều máu nhất. Ờ. Chưa đâu. Chưa biết là ai ăn ai đâu. Anh em cứ nghĩ thế thôi nhá. Tôi chắc lên được 10 rồi này. Không được top 1 nhưng mà ít nhất thì tôi cũng phải được trong top 3, thậm chí là top 2 nhá.
Ôi, Long Sina đéo hiểu kiểu gì lên LC3 rồi kia. Thôi chết rồi. Bạn đi là đúng rồi. Phi này chết cao rồi. Là đúng rồi. Sisu, Sisu quả này đi một sải luôn. Sisu quả này đi một sải luôn. Cái tội đi Hunter. Long Sina khỏe quá anh ơi. Trời, Long Sina có tiền rồi. Vậy thế nó gọi là có tiền đấy. Ngạo đi rồi nhá. Vào đây. Long Sina vậy đúng là kiểu như là kẻ săn giải nhỉ, kẻ săn giải. Vào đây. Ông phấn đầu. Không ơi, ông sang đây tôi đón. Ông sang đây tôi đón. Ok, ok nhé. Chả có vấn đề gì, chơi được hết anh em ơi. Ok la, ra đây. Ok. Sang đây, cứ sang đây tôi đón, không có vấn đề gì hết. Tao qua xem phát nào. Sang đi, sang xem đi. Ghê. Thế thì bên này à. Cái này. Ok la. Bây giờ anh em đúng luật quýt hết luôn, chơi lọc xin hai sai luật nè. Được em. Trời mẹ nữa. Ôi, lên mờ đây. Con lừa đi nó nhiều. Ui. Anh chết đúng là quýt hết đi. Làm gì đang xoay không kịp đâu. Đâu có bắt kia rồi. Được em. Còn mẹ trời suối thế. Thôi. Long Sida đang sai luật nha anh em nhá. Đúng rồi, đang sai luật thế rồi. Không, nhưng mà Long Sida có 4 anh đét rồi. Anh cũng có 4 anh đét rồi. Ừ, em cũng không ăn đét rồi. Excel chết mẹ rồi, Isaac bạn ơi. Đéo bọn rồi. Ơ, sao mình vẫn chưa có 4 anh đét. Thiếu con gì nhở. Thiếu. Đây rồi bạn ơi. Bạn ơi anh. Bạn đâu, bạn tôi đâu. Ghép cái này sớm, nếu được. Thôi được, ghép đi. Chắc là mình sợ nhỉ, check lắm đây. Căng thẳng nhờ, căng thẳng đấy. Hai cái búa set luôn, cho nó máu. Đây rồi. Ui, gặp anh Long đi rồi. Đây rồi, đây đâu rồi. Có bát tía chán rồi. Đây rồi, bom đặt rồi. Bom đặt rồi, bạn ơi. Ê, con LC bị gì thế? Chết thôi. Tỉnh em ơi, tỉnh dậy. Con LC gần chết kìa. Đúng rồi, đi rồi, Yuda đi nhá, Yuda đi. Đi rồi. Ê, LC Blink nhá. Cây. Cây Blink luôn. Cây ông. Cây ông. Rồi nè. Rồi nè. Rồi nè bạn này. Cơ Long 2 là anh ơi. Ừ, cơ Long 2 là anh. Chết rồi, cơ Long 2. Uốn Exorcist rồi. Từ từ nhá. Thế thì uốn Exorcist vào trước đi. Chết rồi, chỉ gặp Mizu này. Đi vào sải đấy. Anh em có biết sao là người vào trước. Nhiều máu nhất chưa? Anh em biết ai chưa? Đã lưng xuống. Lắm này. Ui xuống. Ui xuống. Ui dồi ôi, con gái à. Cái đéo ở đây. Lòng đi luôn. Ôi đẩy là sải luôn, đi luôn. Thôi đừng đi, đừng đi. Không, chết rồi, 16 máu đi luôn. Đừng đi. Ừ, khen quá. Đôn mạnh, anh có được. Ui. Đéo kịp. Ông ơi, không chơi quýt game nhá. Từ bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, quýt đi, được rồi. Vừa đã cái xít rồi. Đúng rồi. Đủ rồi nhưng mà yếu quá. Tôi đủ. Bà Linh xuống nha anh ơi. Bà Linh xuống này. Bà Linh xuống này. Không sao. Bà Linh đi. Ok nhá. Ơ sao đéo đẩy. Ok. Có gậy đẩy mà sao đéo đẩy. Ok nhá. Sao vậy. Ok. Ơ nhưng sao có gậy đẩy mà đéo đẩy nhờ.
có tiền không hiểu. Ờ thì tôi có tiền, ông cứ làm như một mình ông có tiền ấy. Kịp LC3 khỏe quá. Đúng luật nhá, tôi đúng luật nhá. Đúng luật nhá, tôi đúng luật nhá. Cái gì ấy, cay thật. Mấy ông đâm đầu Hunter chết hết. Anh ạ, à, bảo là giữ là xe đi. Luật anh có giữ mà. Luật, luật Sida với đái. Luật lừa vãi. Làm cho anh em cứ tưởng là chơi Hunter ạ. Đi Hunter, cứ like đấm hết. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em thấy hay hãy để lại cho tôi một like, một share. Các anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo anh em nhé. Bye bye. Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái, âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á. Hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi.